Chào anh em, mình Nhân Blood. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em sử dụng con 96 đọc xe Isuzu chất, xem nó có làm được không anh em nhé. Đây nhé, mọi người vào Isuzu này, xong chọn manual này, chọn thị trường order xe sản xuất tại Việt Nam này. Đó, xe này là NQR này, mã của nó RQR 206. Đó, của đài nó tít. Động cơ này là 4HK1 nha, 1TC. Đây, vô đọc lỗi này, chấm code này. Đây, xe này đang bị lỗi cảm biến trục cơ đây. Đây, vào chức năng xem data. Đấy, bây giờ công nhận không? 96 đọc con xe chất Isuzu là rất là tốt, vào rất là sâu. Ngoài ra có chức năng kích hoạt này. Đấy, kích hoạt rất nhiều bộ phận. Chức năng đặc biệt. Đó, cài kim phun, lắc kim phun, đao lắc kim phun này. Công nhận máy rất là mạnh, rất là sâu. Đấy, như anh em thấy đấy, con này đọc rất là sâu. Đấy, những anh em nào mà đọc con này có thể là đọc được xe con, xe tải nhá. Đó, còn quan niệm đọc xe con không thì không phải, con này đọc cực kỳ sâu, đọc cả xe con xe tải luôn, rất là ghê. Xin chào tất cả anh em nhé.